Sáng nay, ngày 4 tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh đã tới kiểm tra điểm tiêm vaccine COVID-19 của quận Cầu Giấy, được tổ chức tại tòa nhà FPT Tower số 10 Phạm Văn Bạch, Hà Nội. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình tiếp đoàn. Chia sẻ tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng cho biết hiện lượng vaccine đang được ưu tiên cho thành phố Hồ Chí Minh, nên Hà Nội vẫn có thời gian chuẩn bị cũng như tập huấn quy trình để hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu tiêm. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý tốc độ tiêm chủng hiện tại chưa đạt kỳ vọng. Theo bà Đỗ Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy, đợt tiêm này Cầu Giấy có 22.000 liều. Tại điểm tiêm FPT Tower, công tác theo dõi sau tiêm chủng do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đảm nhiệm. Trong những ngày tiêm vừa qua, cũng có những trường hợp phải theo dõi xử lý, nhưng không có trường hợp xảy ra tai biến sau tiêm chủng. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ngành y tế. Chị Đỗ Kim Phượng, tránh văn phòng FPT và phụ trách ban tiêm chủng tập đoàn thì cho hay, toàn bộ nhân lực văn phòng FPT và các nhà thầu đang làm việc cho FPT đã được huy động. Ngoài ra, nhà F còn phối hợp với các cơ quan chính quyền, công an, quân đội tình nguyện của địa phương để đáp ứng công suất tiêm nhiều nhất số ca trong ngày. Là lực lượng tuyến đầu được huy động gấp, lại đối mặt với nhiều nguy cơ và rủi ro cao, ban tổ chức của FPT cùng các cơ quan chức năng của quận vẫn nhiệt tình phối hợp để phục vụ người dân đến tiêm chủng một cách tốt nhất. Từ 30 tháng 7 đến mùng 6 tháng 8, 5.000 mũi tiêm đã và sẽ được FPT phối hợp với quận Cầu Giấy tiêm lưu động cho FPT và các doanh nghiệp trên địa bàn quận. Nhân lực phụ trách, tổ chức, hậu cần, toàn bộ là người nhà F.